Đây là các món rất là dễ ăn cơm và cũng rất là dễ nấu. Hôm nào mà bạn chưa biết ăn món gì thì ghé kênh Diễm tham khảo. Kênh Diễm hay chia sẻ những món ngon, đơn giản dễ nấu trong bữa cơm hàng ngày. Đây là cá nục bông nha các bạn. Cá này mà hấp lên cuốn bánh tráng ăn cũng ngon lắm. Sau khi mình rửa xong thì mình sẽ ướp với lại hành, tỏi, ớt, nước mắm, muối, một tí xíu bột ngọt, một tí xíu đường. Gia vị là các bạn cứ điều chỉnh sao cho nó hợp với khẩu vị của gia đình mình là được. Tại vì mỗi gia đình sẽ có mỗi cái khẩu vị mặn ngọt khác nhau nha các bạn. Sau khi ướp được 30 phút bây giờ mình sẽ cắt đôi ra cho vào cái nồi kho cho nó dễ. Cho vào nồi thì mình sẽ cho vào đây một ít nước sôi để cá của mình nó không bị tanh nha các bạn. Nhớ cho thêm một ít tương ớt với lại ớt khô để cho nó có cái màu đẹp hơn nha. Mình sẽ để lửa nhỏ nhỏ từ 30 đến 40 phút đến khi nào cá nó kẹo lại như này là được nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ nấu canh khổ qua. Khổ qua thì thường là mình sẽ mua nhiều về và mình sẽ trộn vào đây là mọc với lại thịt xay. Hôm nào mà cần nấu thì mình chỉ cần lấy ra một ít đủ ăn trong cái ngày hôm đó là được nha các bạn. Phần còn lại là các bạn trữ ở tủ đông nha. Bây giờ mình sẽ đi nấu canh. Nước sôi lên thì bạn sẽ cho khổ qua vào. Các bạn nhớ cho vào một ít đường để cho nó bớt đắng Nó chỉ giảm được một phần nào thôi, chứ cái cơ bản là khổ qua là nó vẫn đắng nha các bạn. Rồi mình sẽ nêm nếm vào đây theo cái khẩu vị của gia đình mình là được nè. Cái khổ qua này bạn hầm vừa chín tới thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nếu mà mình hầm mềm quá nó rục là ăn không có ngon lắm nha các bạn. Xong hai món rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra một ít cà pháo để ăn chung. Cái cà này hôm bữa Diễm có chia sẻ cùng các bạn rồi đó.